Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một cái cây nam cánh trắng hoa hậu xứ Mương nhé mọi người. Thì thấy dạo này cũng một số anh em có hỏi về cái cây này nên là tranh thủ quay clip lên. Nếu mà bác nào, anh chị nào chúng ta ưng ý muốn sưu tầm cái giống cây này hoặc là muốn sưu tầm cái cây này về làm giống ở trong vườn nhà thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề để đặt mua nhé. Và đầu tiên thì em mời các bác anh chị, trước hết chúng ta cùng nhau với em chúng ta ngắm cái bông hoa hậu xứ Mương nở tại vườn ở đây nha, ngay tại đây luôn nha mọi người, tại vườn luôn nha, để mọi người các bác anh chị chúng ta có thể là hình dung như cảm nhận về vẻ đẹp của bông hoa hậu xứ Mương. Rồi, đầu tiên thì mọi người thể thấy là đây là một cái cây năm cánh trắng ha, mũi mắt rất là đẹp. Đó, năm cánh trắng, mũi trắng. Tất nhiên thì những cái cây năm cánh trắng thì mọi người lưu ý là nở tự nhiên thì mũi sẽ trắng, còn thường thường ví dụ mà chúng ta có xài kích á, giúp cho hoa nó nở sớm á, thì sẽ gặp cái vấn đề là cái mũi nó hồng hồng hoặc là nó lên màu đó, nên là anh em lưu ý ha. Đó. Rồi, và cái bông hoa hậu xứ Mương này thì cái bông cũng là một bông rất là tên tuổi, nổi tiếng, hầu như là các bác anh chị mà chơi lan va những cái dòng lan cao cấp thì chắc chắn là chúng ta cũng một lần ta nghe nói tới. Rồi, đó là về mặt hoa nha, hoa. Và cái bông hoa hậu xứ Mương này thì cũng chưa có nhiều vườn nở đâu mọi người. Đó, hiện tại bên vườn em là một trong số ít những vườn mà có bông hoa hậu xứ Mương nở ngay tại vườn đây luôn. Đó, nên là về độ chuẩn cây chuẩn giống thì các bác anh chị có thể là yên tâm về cái mặt hoa này nha. Rồi, đó là vừa rồi là cái bông hoa hậu xứ Mương. Và mời mọi người cùng với em chúng ta ngắm cái cây này nha. Cây này thì độ dài của nó phải rơi vào tầm cỡ 4-5 cm mọi người, 4 cm rưỡi tới 5 cm á. Hiện tại thì mầm gốc đang nhú lên, rễ thì cũng bắt đầu ổn định rồi. Về chỉ việc chăm thôi. Các bác anh chị mua cây thì có thể là lấy về luôn, hoặc là bác nào muốn gửi thời gian cũng được mọi người nha. Thích gửi trồng chăm sóc lên mét rồi lấy cũng được. Nói chung là vườn em thì rất là thoải mái. Rồi, đặc điểm thân lá cây hoa hậu xứ Mương thì là một cái cây thân lá rất là đẹp. Thân gá lá gọi là xanh sạch hết luôn, cùng với đó là lá dày đẹp mọi người. Rồi, anh em nhìn cái thân lá này thì chúng ta chú ý nha. Đúng chuẩn hoa hậu xứ Mương thì nó phải thân lá như vậy. Nên là anh em nào mà chúng ta có mua được hoa hậu xứ Mương mà chưa biết nhận biết về thân lá thì mọi người cũng có thể tham khảo cái kiểu thân lá này nha. Đó. Đây, bên đây là hoa hậu xứ Mương, những cái cây năm 2 thì những cái cây này tất nhiên thì giá nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đó. Anh em mà chúng ta mua giống thì chúng ta có thể là sưu tầm cái cây này. Rồi, bên em thì cũng có chia sẻ một số cái giống lan quý khác, ví dụ như là bạch tuyết rồi nhé mọi người. Năm cánh trắng bạch tuyết rất là nhiều kiểu, và các bác anh chị thích sưu tầm giống nào thì cứ liên hệ với bên em. Bạch tuyết thì giờ giá một cái cây của nó thì dao động từ 18 triệu tới 28 triệu nha, như cây này thì có giá là 18 triệu nè. Thằng này mới tách ra trồng, rễ bắt đầu nhú ha. Các bác anh chị có thể lấy về luôn hoặc gửi lại tới khi 5m, 10m lấy cũng được. Thoải mái mọi người. Rồi, bác nào ở gần thành phố Tâm có thể ghé tới vườn mua tận vườn thì càng tốt nha. Đỡ phải gửi. Rồi, còn như cây này thì là giá cây bự hơn nè mọi người, tầm 7 cm. Giá là 28 triệu cây này nha. Đó, bạch tuyết. Còn hôm nay chủ yếu là quay giới thiệu cái cây hoa hậu xứ Mương cho mọi người cùng ngắm. Và cùng ta cùng ôn lại cái mặt hoa rất đẹp của bông hoa hậu xứ Mương này lúc nở tại vườn em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.